chẳng hạn ông ngô ở đài loan nói ồ tôi có cảm giác như mình đang cùng với người ấy người kia trong pháp hội mà lục tổ đang giảng kinh vào đời đường đó đúng là trạng thái mà chúng ta đang bàn đến điều rất chắc chắn rằng anh ta cảm thấy ở đây là trường hợp biểu thị hết thảy mọi sự việc đều không thực nếu nó thực chắc hẳn sẽ có vài chứng cứ anh ta chẳng nên đi khắp nơi tự tuyên truyền cho chính mình nếu những gì anh ta nói là thực làm sao mà anh ta lại chịu chia tay ngay sau khi gặp phải người kia ở pháp hội lục tổ anh ta đã buông bỏ điều gì chăng tại sao anh ta lại trở về đài loan để lo chuyện kinh doanh anh ta tự tuyên bố những lời ấy chỉ là để mê hoặc người ta những người mà không thể phân biệt được tà chính đúng sai liền vội vàng tán thán thật khó tưởng tượng nổi chắc là anh ta rất linh nghiệm anh ta biết anh ta đã gặp người ấy từ đời đường như thế có nghĩa là gì nếu các ông biết nhưng không công phu tu tập thì các ông sẽ vẫn đoạn lạc và trở thành ma do vậy các ông phải nhận thức thật sáng suốt cần phải có trí hoạ chân chính để hiểu được tại sao khi người ta nói theo cách như thế ông ngô thấy rằng nhân vật như vậy như vậy có ảnh hưởng rất lớn ở vạn phật thành và kim sơn thánh tự nên ông ta nghĩ rằng sẽ rất có lợi khi tuyên bố mình đã từng quen biết với người ấy nếu người ấy im lặng có nghĩa là mặc nhiên công nhận đúng vậy thực là ông ta và tôi đã cùng nghe giảng kinh trong pháp hội của lục tổ đại sư quý vị hãy chú ý câu chuyện này vô hình chung thật giống với tình trạng khi có người đến vạn phật thành họ khoe rằng được chúng ta giúp đỡ họ trường hợp này cũng tương tự như trên chỉ có khác đi chút ít họ đều dùng những phương pháp khác nhau để lừa gạt mọi người hãy đặc biệt chú ý đến điểm này như tôi đã nói từ trước cái giả lót đường cho cái chân thật đi trước tiên là giả hư vọng khiến cho mọi người đều bị mê hoặc sau đó có nhiều người chân chính tìm kiếm để bổ sung cho sự học hỏi giáo pháp chân chính khi người ta bị đẩy đến chỗ đường cùng vô lộ khả tẩu rồi, họ mới truy cầu tránh pháp. Do đó, phản giả đạo chi động, cùng giả đạo chi dụng, thanh giả trược chi nguyên, động giả tĩnh chi tắc. Tạm dịch là, quay trở lại là cái động của đạo, cùng cực là cái dụng của đạo, trong sạch là nguồn gốc của sự vẩn đục, động là sự ngưng động của tĩnh lặng. Đạo thường bao gồm sự tương phản, nên khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải có trạch Pháp nhãn để chúng ta có thể phân biệt Pháp chính, Pháp tà, Pháp đen, Pháp trắng. Nếu quý vị nhận thức được rõ ràng các Pháp thì rất tốt. Nếu các ông bị mê mờ không nhận ra được Pháp nào chân, Pháp nào giả, nếu các ông vội vàng kết luận mà không chịu phân tích mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng, thế là các ông bị rơi ngay vào phiền não do đó quý vị nên thường xuyên nghiên cứu kinh thủ lăng nghiêm quý vị thấy câu đối ở trước cổng chính của đạo tràng này là hoa nghiêm pháp hội lăng nghiêm đàn tràng vì chúng ta đang ở trong đàn tràng thủ lăng nghiêm nên chúng ta nghiên cứu năm mươi hiện tượng ấm ma rồi sau đó chúng ta sẽ học đến hai mươi pháp viên thông của hai mươi lăm vị thánh rồi chúng ta sẽ nghiên cứu về bốn loại thanh tịnh minh hối. Dần dần chúng ta sẽ nghiên cứu kinh thủ lăng nghiêm từng đoạn từng phần, cho đến khi quý vị hiểu được kinh một cách rõ ràng tường tận. Ngày nay, quyến thuộc của loài yêu ma quỷ quái tuyên bố rằng kinh thủ lăng nghiêm là ngụy tạo. Do vậy, nên phật tử đánh mất tín tâm và nói ồ kinh thủ lăng nghiêm là ngụy tạo dù các ông có nói gì đi nữa nó vẫn là giả làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được cái chân thật từ cái giả cái đen từ cái trắng đừng có nhầm lẫn cho rằng tà kiến là chân tránh và chánh kiến là tà vậy nhận thức như thế là điên đảo nghiêm trọng trong việc nhận định tà tránh chẳng khác gì người mù không nhìn thấy được gì, chỉ vì do mình không thể phân biệt rõ ràng trắng đen. Những người mắc phải là tà tri kiến, như vậy, đời sau sẽ chịu quả báo không có mắt vì đã làm mê hoặc người khác, đưa người ta vào con đường lầm lạc. Hãy chú tâm đến điểm này, luật nhân quả xưa nay rất chính xác, chẳng sai chạch mảy may, kinh nghiệm của tôi là không gieo một hạt giống xấu ác nào cả dù rất nhỏ vì nếu ta gieo thì ta sẽ gặt lấy quả báo ấy ngay trong tương lai